cuộc sống Melbourne của tôi toàn là người Việt không, nói tiếng Việt không. Qua đây tôi mới biết là Melbourne cũng có chợ đêm á, thứ tư hàng tuần. Như là chỉ có mùa hè này á là có chợ đêm thôi, có nước mía rồi thịt nướng y chang như là ở Việt Nam. Hồi mới qua book Airbnb để định đi thuê nhà thì gặp chủ nhà là người Việt, xong cái con bé nó cho thuê dài hạn luôn. Có một nhỏ bạn tôi lúc mà tôi mới qua, cái nó cũng mới qua luôn, coi như hai đứa đi chơi với nhau không. Cái nó dắt cho tôi đi gặp những người bạn mới, mấy người đó cũng là người Việt luôn. Cái tới chừng đi học làm bài nhóm, nguyên một nhóm là đủ 4 đứa người Việt, là 4 đứa vô là nói tiếng Việt không luôn. Học kỳ này là tôi phải học 2 môn. Một môn á là có để trên website á là tên của thầy là tên tiếng Việt, còn một môn kia là để cái tên của cô giáo nhưng mà tên tiếng Anh. Xong cái bữa nay đi lên lớp, khi gặp cô thì mình cũng ngờ ngợ là người châu Á thôi. Mới hỏi cô á là bữa trước á em lỡ em cúp bữa đầu rồi, em có bị miss thông tin gì quan trọng không? Nó bằng tiếng Anh á. Cô quay và cô nói không bằng tiếng Anh. Xong cái boy mà nói em mà kẻ mắt đẹp quá bay. Tự nhiên mới nói tiếng Việt, xong cái hai cô trò nói tiếng Việt với nhau không luôn. Bởi vậy đừng có ai trách tại sao tôi lên app hẹn hò nhiều quá nha. Ý là phải đi gặp người này người kia để mà nói tiếng Anh rồi đó.